Ăn bánh uống trà săn hoàng hôn với một khung cảnh cực kỳ nên thơ ngay tại Hải Phòng, mọi người đã thử chưa? 2 năm qua chắc chắn là không có ai nói cho bạn biết chỗ bán su kem siêu rẻ còn chưa đến 1.500 một cái này đâu nhở. Mình thì ăn từ thời cấp 3, hồi đấy nó siêu nổi luôn, ngày nào bọn mình cũng mua đến lớp ngồi ăn vui ơi là vui. Nên giờ mỗi lần ăn bánh này mình đều có cảm giác như mình vẫn còn đang là học sinh cấp 3 ấy. Địa chỉ thì mình sẽ để trên màn hình cho mọi người xem, còn có mua được hay không thì đấy là do nhân phẩm nha, bởi vì ở đây hay hết sớm lắm, người ta chỉ làm các đơn đã đặt thôi. Ok, chiều nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi chiều một cái nơi đã quá quen thuộc với các con dân Kiến An, đó chính là Đồi Thiên Văn. Bọn mình hay đùa với nhau là ở đây như một Đà Lạt thu nhỏ ấy, mặc dù mình chưa đi Đà Lạt bao giờ cả. Cơ mà phải công nhận rằng ở đây nó đẹp lắm, xét về độ chill thì khỏi phải bàn. Trên này thì buổi chiều sẽ rất là mát nên có nhiều người đi tập thể dục, cảm giác nó đông vui nhộn nhịp hơn hẳn ấy. Và đây giới thiệu với mọi người một cái góc mà chỉ cần đi nhẹ, nói khẽ cười duyên thôi là cũng ra được cả 100 video sống ảo. Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ. Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới. Ok, chiêu chiêu thế đủ rồi, tạm thời skip qua nó nha. Giờ là đến chuyên mục review đồ ăn nào. Bánh su kem 25 cành một hộp 20 cái, trà hoa quả 20 cành một cốc, quá là hợp lý cho một buổi chiều ngồi hẹn hò tâm sự các thứ các kiểu. Mình đảm bảo với mọi người là cái bánh su kem này nó ngon dã man ý. Cái lớp vỏ ngoài mềm mềm không quá dày, còn cái nhân bên trong thì trời ơi nó béo ngậy vô cùng. Kích thước của nó thì cũng không quá to không quá bé, cứ một miếng là một cái, vừa xinh luôn. Còn cái trà dâu này thì mình mua ở Yến Lùn, uống cũng ổn áp, vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà với mình thì mình thấy nó hơi ngọt một chút, phải cho thêm đá nữa thì uống mới vừa. Cơ mà dù sao thì cái combo này nó cũng quá là hoàn hảo cho một buổi chiều như ngày hôm nay. Trời ơi, hoàng hôn quá đẹp luôn ý mọi người ạ. Phải ngắm tận mắt cơ chứ qua điện thoại thì không thể nào mà diễn tả được hết cái vẻ đẹp này. Tất cả những cái đồ hay dùng thì mình sẽ để dưới comment nha. Còn bây giờ thì đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nữa nhá. Bye bye.